Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo để thông báo về kết quả hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN 2020 và các hội nghị liên quan diễn ra trong ngày hôm nay. Hôm nay, mùng 2 tháng 10, các bộ trưởng tài chính và lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã có phiên thảo luận về tình hình kinh tế, tài chính, khu vực và những vấn đề phát triển mà khu vực quan tâm, đánh giá về tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác tài chính trong khuôn khổ tiến trình hợp tác tài chính ASEAN. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam với vai trò chủ trì Hội nghị Thứ trưởng Tài chính ASEAN 2020 đã có báo cáo tóm tắt cập nhật tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác tài chính ASEAN, bao gồm các nhóm công tác về tài chính cơ sở hạ tầng, hợp tác về bảo hiểm, tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, hợp tác về hải quan, tài chính chống rửa tiền và khủng bố, và diễn đàn thuế ASEAN. Hội nghị cũng ghi nhận bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam với vai trò là chủ trì diễn đàn thị trường vốn ASEAN, trình bày về kết quả triển khai các sáng kiến của diễn đàn, đặc biệt là việc xây dựng lộ trình phát triển thị trường vốn ASEAN với 4 ưu tiên chính: tăng cường về nền tảng, phát triển các sản phẩm và tiếp cận các lĩnh vực chưa được khai phá, tăng cường nhận thức và năng lực, tăng cường kết nối.